chị và các bạn. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin mời cả nhà cùng An vào làm một cái món bánh. Món bánh này mình sẽ làm cho bữa điểm tâm, hay là mình cũng có thể mình dùng cho bữa ăn chính cũng rất là ngon, với những cái nguyên liệu đầy dinh dưỡng. Xin mời cả nhà cùng vào làm với An nha. Đây là những cái chiếc bánh wrap. Bánh này mình mua người ta làm sẵn. Bánh này được làm từ bột mì nha cả nhà. Còn đây là trứng gà. Và ở đây mình có chuẩn bị hành lá, củ hành tím hay trắng vẫn được, và cà chua. Để làm bánh này, ở đây là mình có fromage miếng và fromage bào sợi. Và đây là jambon. Bánh này gia vị rất là đơn giản, mình chỉ có tiêu, tương cà, dầu ăn và muối. Hành lá này mình sẽ cắt nhuyễn. Còn củ hành sẽ cắt nhỏ. Gà mình sẽ cắt làm tư, rồi mình bỏ ruột và cũng cắt nhỏ luôn. Bây giờ mình cho một chút xíu dầu vào trong chảo. Giờ dầu nóng, mình sẽ cho cái phần củ hành này vào đây mình xào. Hành thơm, bây giờ mình cho cái phần cà này vào. Sẽ nêm vào đây một chút xíu muối. Và một chút xíu tiêu, rồi mình sẽ xào đều. Xào như vậy là cũng được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng một cái chảo khác, rồi mình cho những cái miếng thịt hông khói này lên mình chiên vàng. Tất cả các nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào chiên bánh nha các bạn. Mỗi một chiếc bánh mình sẽ dùng 2 quả trứng.
Bây giờ mình sẽ cho hai quả trứng này qua chén, rồi mình đánh tan. Để chiên trứng, mình sẽ cho một chút xíu siêu dầu vào chảo. Dầu nóng, mình cho trứng vào chiên nhưng không để cho trứng chín. Bây giờ mình sẽ cho thịt hông khói. Thịt hông khói hay răm bông dĩa thì tùy thích của các bạn. Kế là mình cho cà và hành xào vào đây. Rồi mình sẽ cho fromage bào sợi vào đây. Và rải hành lá lên trên. Và một chút tiêu. Và mình sẽ để lên đây là một miếng bánh. Rồi mình ép nhẹ để cho trứng và bánh nó được dính vào nhau. Sau khi bánh và trứng nó đã hơi dính thì bây giờ mình sẽ lật ngược cái phần mặt bánh xuống. Bây giờ mình sẽ đặt lên đây là một miếng fromage và cho một chút đỉnh tương cà lên. Giờ bánh cũng đã được, mình sẽ gấp đôi bánh lại. Khi mà mình gấp đôi bánh lại thì bánh còn nóng, phô mai rồi sẽ tự tan chảy ra. Bánh vàng, mình cho bánh qua dĩa. Rồi những cái chiếc bánh còn lại mình cũng sẽ làm tương tự nha các bạn. Thể cho thịt và sam bông cùng một chiếc bánh tùy theo sở thích của các bạn nha. Bánh đã xong, xin mời cả nhà cùng thưởng thức với bếp nhà An nha. Món điểm tâm sáng đầy dinh dưỡng, mình cũng có thể dùng cho bữa trưa, mình thêm chút đỉnh salad á, ngon tuyệt vời luôn các bạn. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã xem và ủng hộ video.